Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để chèn ảnh bìa, chèn thẻ và chèn màn hình kết thúc. Và video YouTube của bạn, có bạn cháu gì cháu yêu cầu ấy, thì mình sẽ làm lại. Thì ở trong có cái video lần trước mình làm về cái mẹo về YouTube ấy, mình đã làm rồi. Nhưng mà thôi kệ, mình làm cái video riêng, biết đâu lại có bạn muốn xem. Nhân tiện mình thông báo với các bạn là mình mới lập một cái fanpage rồi nhé. Fanpage e-learning supporter đây. Cái fanpage này sẽ phục vụ riêng cho kênh YouTube này thôi. Các bạn có thể theo dõi, follow cái trang này. Khi nào mà mình có giveaway rồi là có các cái trò chơi hoặc là có cái thông báo gì mới mà về YouTube ấy, mà mình không tiện thông báo trên YouTube ấy, thì mình sẽ thông báo ở cái fanpage này. Mình sẽ đặt link ở dưới mô tả nhé để các bạn đến nhé. Nếu mà bạn nào dùng Facebook ấy thì các bạn có thể theo dõi fanpage của mình. Chắc chắn là nó sẽ không được thú vị lắm đâu. Không được thú vị như các cái fanpage khác ấy, nhưng mà nó sẽ có các cái thông tin, cập nhật thông tin rồi là mua bản quyền và các thứ các bạn muốn thì các bạn có thể theo dõi ở đây. Ok, theo dõi nó cũng có mất cái gì đâu. Mà mình chắc chắn là mình không đi spam linh tinh rồi. Ok, bây giờ đi vào video đầu tiên ấy. Đầu tiên là ảnh bìa nhé. Ảnh bìa hay còn gọi là ảnh thu nhỏ hoặc tiếng Anh gọi là thumbnail thì nó rất là quan trọng ở trong cái việc làm YouTube. YouTube nó có ba cái yếu tố quan trọng nhất, đúng không? Tiêu đề, ảnh thu nhỏ, tức là title, thumbnails và description. Description chính là phần mô tả của video. Ba cái đấy rất là quan trọng, đặc biệt là các bạn làm video, mới làm video. Thì ảnh bìa đây, các bạn nhìn này, tất cả những cái ảnh này này. Cái ảnh này, thực ra cái ảnh này mình không phải ở cái phần edit đâu nhé. Không phải làm trong Filmora. Đây, cái này mình làm ở Photoshop. Sau đấy là khi mà mình up video lên ấy, thì mình sẽ chèn vào được. Tức là mình sẽ chèn vào YouTube, nó sẽ cho mình chọn một là có hai cách. Một là mình tự để cho YouTube nó chọn một cái ảnh bìa cho mình theo các cái nội dung video của mình. Thế còn cái thứ hai nữa là mình sẽ thêm cái ảnh bìa của mình. Thì để thêm được cái ảnh bìa của mình ấy thì tài khoản của các bạn là phải được, tức là đã được xác thực rồi thì các bạn mới có thể thêm. Ví dụ tất cả các video về Filmora này thì mình đều có thêm ảnh bìa nhé. Khi mà để làm ảnh bìa ấy thì theo kinh nghiệm của mình ấy thì các bạn cũng không cần phải quá cầu kỳ, nhưng mà các bạn cũng không, tức là không nên làm nó kiểu xấu quá hoặc là nó kiểu nhìn nó trông nó kinh quá. Thế còn nó tùy theo cái sở thích với lại cái gọi là cái thẩm mỹ của mình thôi. Ví dụ như mình thì mình làm ảnh bìa, bây giờ mình làm một cái ảnh pâu, cái ảnh vui vui. Thế là tất cả những cái ảnh này là mình đều chụp từ máy ảnh của mình, sau đấy mình ra mình tách nền ra, đó mình đưa vào cái, tức là cái trên cái nền là cái phần mềm Filmora, mình làm cái gì thì mình để vào đấy. Thế còn đôi khi thì mình cũng chẳng để ảnh bìa luôn, như giống như là mấy cái vlog này, đi chợ cá Nojanjin này, các thứ linh tinh mình chả để ảnh bìa, vì thực ra mình đánh giá nó chả quan trọng. Tại vì vlog mà, kênh mình mà vlog thì chắc các bạn cũng chả xem. Các bạn chỉ xem về mẹo về edit video rồi làm phần mềm, phần miếc các thứ thôi. Đấy thì ảnh bìa thì các bạn chú ý để design. Thì nếu mà để design đây mình dùng Photoshop này, Photoshop phiên bản 2020. Đây các bạn nhìn thấy đây, ở đây ví dụ mình phân tích một cái ảnh bìa này nhé. Thì đầu tiên đấy là mình, các bạn hoặc là mình là nên có một cái mặt của mình, kênh của mình mà, nên có cái mặt của mình để cái người xem, người ta nhìn thấy mặt mình thì người ta sẽ biết là kênh của ông này đấy, tôi có nên xem hay không đấy. Các bạn nếu mà các bạn thích thì các bạn click vào xem, còn không thì thôi. Còn ngoài ra ấy, thì nên có chữ, chữ thì các bạn nên viết to đây, to đậm và có viền đấy, thì để cho nó dễ mà người ta đọc, mà nó sẽ dễ hơn, thu hút người xem hơn. Ví dụ nội dung video một kiểu rất là hay, nhưng mà các bạn nên nghĩ ra một cái câu nào đấy hoặc là một cái từ nào đấy, hoặc là nếu không thì tôi cũng đơn giản như mình ấy, nội dung nó là gì thì mình điền mấy từ vào đấy. Đấy, như video duration là độ dài video, chiều dài video, explain là giải thích. Đấy, thì trong video này mình sẽ giải thích về độ dài video thế thôi. Đây có logo Filmora này, Filmora 10, logo Filmora 9. Tức là ý nghĩa của cái này là hai Filmora đều như nhau. Design bằng Photoshop, còn không thì các bạn có thể làm bằng bất kỳ phần mềm sửa ảnh nào cũng được. Đó, ảnh bìa. Thế thì để đi vào nhé, mình sẽ chuyển sang cái kênh Việt Nam để đi vào một cái video. Video thế còn cái thứ hai nữa là cái thẻ và cái màn hình kết thúc, thì mình sẽ chỉ cho các bạn nhé. Ví dụ cái video này mình bật cái này lên nhé, mình bật cái video này lên, sau đó mình sẽ tắt tiếng thì các bạn yên tâm không để đỡ về tiếng. Đây, tức là mình tạm dừng lại. Sau khi mình bật lên rồi thì mình sẽ không nhìn thấy ảnh bìa nữa. Tuy nhiên mình sẽ nhìn được các cái thẻ. Ví dụ các cái thẻ thường người ta sẽ để ở góc bên phải nhé, góc bên phải khi mà bạn xem trực tiếp này. Ví dụ như này thì có thể ở đây. Tại vì cái camera mình quay thì nó sẽ ngược lại, thì các bạn sẽ nhìn được ở bên này. Đây,
Các bạn kích vào cái dấu chấm than ngược này nhé, thì các bạn sẽ nhìn được tất cả các cái thẻ mà mình đặt ở trong video. Và các cái thẻ này nó sẽ xuất hiện ở tùy từng cái đoạn video. Tức là cái đoạn nào mà bạn thích thêm vào thì bạn có thể thêm vào, thêm cái thẻ vào để cho người xem người ta có thể theo dõi được, hoặc người ta có thể kích vào. Đấy, thì mình đặt rất là ngẫu nhiên. Về cái mặt thẻ là mình đặt rất ngẫu nhiên. Tùy độ dài của video mình sẽ đặt số lượng thẻ khác nhau. Ví dụ video dài 10 phút hoặc là 15-20 phút thì mình sẽ đặt khoảng 5 thẻ tối đa. Thế còn nếu mà video khoảng 5 phút, 7 phút thì mình sẽ đặt khoảng 3 thẻ. Đấy, đấy là thẻ nhé. Đây các bạn nhìn này, video này là 1, 2 này, 3 này, 3 thẻ này, đúng không? Còn đặt như nào ấy, đặt như nào thì tí mình chỉ bạn sau. Đó về thẻ. Thế còn về màn hình kết thúc thì nó sẽ xuất hiện ở 20 giây, từ 5 đến 20 giây cuối cùng của video, tùy theo cái độ dài của video. Các bạn YouTube nó sẽ tự chọn cho bạn và bạn cũng có thể chỉnh được. Ví dụ mình sẽ xem cái video này nhé. Đến cuối này nó sẽ hiện ra cái màn hình kết thúc này. Đây, đến đoạn này, đây các bạn nhìn này. Đến đây nhá, đến đây mình play rồi. Video lần sau. Goodbye. Đây là hết rồi, goodbye. Đó. Bao giờ ấy, mình cứ sau khi goodbye là sẽ hiện lên cái màn hình kết thúc. Thực ra mình có thể chèn chữ ở đây, các bạn xem thêm video nhé, rồi xem thêm cái gì nhé thì cũng được, nhưng mà thôi kệ, các bạn xem đến cuối thì các bạn thích thì các bạn xem. Ở đây nó có một cái nút đăng ký này, một cái video. Cái video này là mình để là best for viewer, tức là video tốt nhất cho người xem. Tức là bạn xem cái gì thì YouTube nó sẽ tự đề xuất bạn là xem tiếp cái này. Đấy, thế còn bên này là một cái playlist. Ví dụ mình, tức là playlist là một cái danh sách phát ấy. Mình làm về Filmora thì mình sẽ đặt cái danh sách phát về Filmora ở đây. Mình làm về YouTube, mình sẽ đặt cái danh sách phát là mẹo YouTube ở đây. Thế còn mình làm về phần mềm nào khác thì mình sẽ đặt ở đây. Đấy, còn cái thủ thuật hoặc vlog mình sẽ đặt một cái playlist ở vlog ở đây. Đấy, đấy là tất cả về ba thứ: ảnh bìa, thẻ và màn hình kết thúc. Thì ba cái này thì để làm gì? Thực ra nó chỉ là để là giữ chân các bạn ở lại kênh lâu hơn và ở lại YouTube lâu hơn. Thì cái này nó sẽ có, tức là nó sẽ tốt cho cái phân tích, cái thuật toán của YouTube. Bởi vì thuật toán của YouTube là gì? Là người ta sẽ tạo ra một cái thuật toán làm sao để cho giữ chân được người xem, càng ở YouTube xem, càng xem được nhiều YouTube càng tốt. Thì xem nhiều thì bạn sẽ xem được nhiều quảng cáo thì YouTube sẽ kiếm được nhiều tiền, và cái kênh đấy cũng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Đâm ra là luôn luôn là các bạn nên đặt nhé, nên đặt. Thỉnh thoảng thì mình lười quá mình chả đặt không đặt. Cái thứ hai nữa là bạn chú ý tùy theo cái độ dài của video mà bạn nên đặt nó phù hợp. Ví dụ như mình làm một cái video short khoảng tầm 1 phút thì mình chả đặt nữa, tại vì nếu mà mình đặt các cái thẻ các thứ gì đó ở giữa video thì trông nghe nó buồn cười. Đâm ra là mình chỉ để là thôi, cứ 1 phút thì thôi kệ, YouTube nó tự suggest cái gì thì nó suggest thôi, chứ mình cũng chả thèm đặt. Thế còn ví dụ video ca nhạc ca nhẽo khoảng tầm 3 phút thì các bạn có thể đặt được một cái thẻ và một cái màn hình kết thúc. Đấy là tùy. Đấy, đấy là cách, tức là tất cả mấy cái thông tin về cái đấy. Thế còn bây giờ làm thế nào nhé? Thì làm thế nào thì bây giờ mình sẽ up một cái video mẫu lên nhé. Ví dụ mình vào kênh của mình này, mình sẽ up một cái video mẫu lên, upload video này. Mình thì dùng tiếng Anh mà, quen dùng tiếng Anh rồi, đâm ra là các bạn dùng tiếng Việt thì cũng thế thôi. Tải video lên, đúng không? Tải video lên, sau đấy là các bạn sẽ tải, mình sẽ tải một cái ví dụ thôi. Đây, bạn select file này, chọn file. Mình tải một cái video hay tải đại một cái, đây cái B-roll này, cái này là video gọi là B-roll linh tinh về cái ấy thôi. Mình sẽ tải nhưng mà mình sẽ không public cái này lên, thì mình đặt ở private thôi thì nó không có gì. Đầu tiên là tiêu đề, đúng không? Đây là video mẫu này. Đó, video mẫu. Thế xong đến phần mô tả, phần này rất quan trọng. Đây mình đã đặt sẵn mô tả như này rồi, còn mình sẽ phải viết một đoạn nữa ở đầu, nhưng mà thôi mình bỏ qua cái này. Thì sau đấy là khi mà bạn tải, bạn nhìn này, processing, tức là YouTube nó sẽ đang tải lên. Bây giờ nó đang tải thì mình có quyền mình chọn các cái thumbnail này. Thumbnail này là chính là cái ảnh bìa đấy, hoặc ảnh đại diện đấy nhá. Thì sau đấy mình kích vào đây, tức là nếu mà ba cái này là YouTube nó sẽ tự đề xuất, tức là tự đề xuất ảnh bìa cho video của bạn. Đây, nó dựa theo vào cái nội dung của video nó sẽ tự đề xuất. Bạn có thể chọn một trong ba cái này, đấy, tùy. Nhưng mà thường thì mình sẽ chọn này, upload này, tức là mình sẽ đăng ảnh bìa của mình. Để mình kích vào đây. Mình kích vào đây thì sau đấy mình sẽ chọn cái ảnh bìa mình tạo ra. Ví dụ đây ảnh bìa nhá. Mình chọn ra này, ví dụ làm đại thôi nhá, cái này này. Cái ảnh bìa này là
cái ảnh bìa này nhé. Thì mình chọn cái này, sau đó mình kích vào Open là nó sẽ tạo ra cái ảnh bìa của video. Đấy là chèn ảnh bìa, đúng không? Đơn giản. Nhưng cái ảnh bìa này các bạn chú ý nhé, cái kích thước của nó thì các bạn nên làm Full HD, tức là 1920x1080 nếu bạn up lên YouTube, và cái dung lượng của nó phải nhỏ hơn 2 MB. Nhỏ hơn 2 MB thì mới up lên được. Thế còn thường thì mình sẽ để nó khoảng tầm 1,5 hoặc 1,7, 1,8 gì đấy, hoặc là mấy trăm kilobyte thôi. Và các bạn kích vào Open đó thì là các bạn đã ok rồi, đã tạo lên cái ảnh bìa của video như này rồi. Thì các bạn có thể có cái nút ba chấm ở đây này, các bạn kích vào đây thì các bạn có thể đổi này, đổi ảnh bìa, hoặc là các bạn tải cái ảnh bìa này về thì đều ok. Ví dụ trên thì bạn lại đổi cái ảnh bìa khác. Đấy là lý do tại sao mà khi mà mình làm video ấy, mình up lên ấy mà nó cứ kiểu là nó gọi thể hiện không tốt ấy, performance kém ấy, thì mình lại đổi ảnh bìa, mình lại đổi. Thỉnh thoảng mình hay đổi đấy, lúc nào mình rảnh thì mình hay đổi. Đó là ảnh bìa. Sau đấy là đến cái playlist thì mình sẽ chọn một cái playlist. Ví dụ cái này linh tinh thì mình chọn là linh tinh. Sau đấy ở dưới là phần này là phần hashtag nhé, phần này phần tag này. Tag này, hashtag này, đây này, đấy, hashtag này. À còn một cái nữa, tức là còn một cái nữa, cái hashtag ở trên đầu video ấy. Bao giờ bạn xem video của mình nó cũng có ba cái xanh xanh ấy, hoặc là tất cả các cái kênh họ đều để hashtag ấy. Thì các bạn có thể đánh như này, ở trong phần mô tả video ấy, bạn muốn hiện cái gì lên thì bạn để hashtag là để cái dấu thăng ấy, ấn shift nhấn số 3 ấy, để dấu thăng. Ví dụ đây là log này, hay là cái gì này, hay là Filmora này, hay là gì đấy. Thì cái này á, ba cái này nó sẽ xuất hiện ở cái tiêu đề video bên dưới cái tiêu đề video của bạn ấy. À trên ấy, cạnh cái gọi là top mấy trending, nếu mà lên top trending, đúng không? Sau đấy là bạn sẽ muốn chèn các cái thẻ rồi là các màn hình kết thúc thì bạn phải ấn next. Bạn phải đợi YouTube sau khi nó check xong. Ví dụ phần này nó có mấy bước check này, detail là chi tiết này, monetization là phần kiếm tiền này, các cái thành phần của video này check này, visibility là cái tức là cập nhật hay không, public hay là private hay unlit. Ở đây mình để monetization luôn luôn mình để on, nhưng mà cái video này mình sẽ để off tại vì là làm ví dụ thôi mà. Sau khi ấn ok rồi, bạn nhấn next này. Đấy, sau khi next nhé, next ở đây thì nó sẽ cho phép bạn là add, tức là thêm màn hình kết thúc hoặc là thêm thẻ. Tại vì cái video này nó quá là ngắn, nó chỉ có mấy giây thôi, tức là nó không cho thêm màn hình kết thúc. Đấy các bạn nhìn nhé. Đấy còn đây bây giờ mình có thể thêm thẻ đây. Thẻ thì sau khi các bạn kích vào add nó sẽ cho phép bạn đây. Bạn nhìn thấy cái đường màu đen này nhé. Đường màu đen này là chính là cái vị trí mà các bạn sẽ add cái thẻ vào. Ví dụ mình ở đây thẻ thì có mấy kiểu add. Một kiểu là add thêm video này, thêm video này, thêm playlist này, hoặc là thêm một cái kênh khác này. Ví dụ bạn muốn kéo kênh nào thì bạn thêm vào. Đường link là đến một cái chỗ khác, là đến website hoặc đến video khác bạn cũng có thể add vào. Thường mình sẽ add thêm video, mình kích vào dấu cộng này, sau đấy mình tìm một cái video ở trên kênh của mình. Ví dụ kênh video này chẳng hạn, mình chọn này, đó, mình chọn xong nó sẽ có một cái màu xanh, tức là có một cái thanh dài dài màu xanh. Thì bây giờ cái thanh màu dài dài màu xanh này trở thành cái chỗ mà để bạn thêm cái thẻ. Bạn muốn nó ở chỗ nào, ví dụ chỗ này là 2 giây nó sẽ thêm cái thẻ, 4 giây nó sẽ thêm cái thẻ, bạn chỉnh cái này. Chứ bây giờ nó không phải là cái đường sọc màu đen này nữa, đó. Tức là mình có thể chỉnh vị trí nào cũng được nhé. Và khi mà bạn kéo cái màu xanh này trên cái timeline này thì là cái thời gian này, thời gian xuất hiện nó sẽ hiện ở đây, đến phút thứ bao nhiêu thì hiện, đến phút thứ bao nhiêu thì hiện. Rồi bạn chọn ra chỗ này, bạn thêm một cái nữa và cộng nữa, thêm một cái playlist chẳng hạn nhé. Playlist thì nó sẽ lại chọn cho tìm trên kênh của bạn ấy, các cái playlist, ví dụ mẹo YouTube này chẳng hạn. Đấy mình thêm vào, tức là nó có một cái thẻ là một video và một playlist. Nếu bạn thích thêm bao nhiêu cái thì thêm, nhưng ở đây nó sẽ cho tối đa bạn thêm 5 cái đó. Sau khi các bạn thêm xong, các bạn kích vào nút này save, tức là lưu lại. Tiếng Anh thì gọi là save, nhưng tiếng Việt thì có thể là lưu. Thế còn thêm màn hình kết thúc đây, màn hình kết thúc thôi, mình sẽ sau khi các bạn ấy next vào nhé, ok rồi thì sẽ ok. Thì mình sẽ đóng lại, mình sẽ mở cái video khác ra để cho bạn xem làm theo để thêm màn hình kết thúc. Ví dụ cái video này là hướng dẫn và tạo kênh trong 10 phút thì mình sẽ chỉnh lại, mình sửa lại cái màn hình kết thúc để cho các bạn xem. Ví dụ phần đây, phần end screen là phần màn hình kết thúc, mình kích vào cái bút để mình sửa nhé. Đây các bạn nhìn này, 1 này, 2 này, 3 này, đó, ba cái này là ba cái thành phần mình đã thêm vào màn hình kết thúc. Ví dụ ở đây YouTube nó sẽ tự chọn là trong vòng khoảng tầm 20 giây, nhưng mà mình cảm thấy là nó trong 20 giây thì nó hơi hơi dài quá, nên là mình đã chọn vào đây để mình kéo này. Các bạn di cái chuột vào đây này thì các bạn hoàn toàn có thể kéo lại. Ví dụ bạn chỉ muốn nó xuất hiện khoảng mấy giây cuối cùng thôi cũng được, bạn di cái con chuột vào đây này, đó, bạn di chuột vào đây thì bạn có thể kéo nó ngắn lại, ngắn ngủn lại. Đấy là màn hình kết thúc. Đây
Như này thì ở cái đoạn này này, đoạn này bây giờ mình sẽ play thử. Đến đoạn này nó vẫn chưa sang này, đấy vào này nó vẫn màu đen này. Đấy, đến đoạn này màu đen nhưng mà đến đoạn này nó mới xuất hiện này. Hoặc là các bạn có thể cho nó xuất hiện ở chỗ này. Xuất hiện ở đây nó cầm kéo nó thôi, kích chuột và kéo nó thôi. Còn đến chỗ này thì nó lại hết, nó lại đen đen khác. Đấy. Thế là nó tùy. Đây ví dụ bạn kéo này, cứ kéo này, kéo dài này. Rất là thoải mái đúng không? Cái màn hình kết thúc này. Kéo này. Thường mình sẽ để cho nó khoảng tầm 15-20 giây để cho các bạn suy nghĩ xem là các bạn có kích tiếp vào video để các bạn xem hay không. Đây, thế còn bạn thêm một cái màn hình thì các bạn thêm vào đây được này, các bạn thêm vào. Nhưng mà các bạn nhớ chú ý là khi mà các bạn thêm vào ấy thì làm nào nó phải đủ ở trên diện tích ở trên cái màn hình nhé. Chứ còn nếu mà nó không đủ diện tích là nó sẽ chồng lên nhau là nó báo đỏ kìa, là không được kìa. Đấy, thấy chưa? Đây, ví dụ như này. Bạn thêm như này thì ok, bạn nói chung là cứ bạn làm nào để bạn sắp xếp được các cái màn hình kết thúc ở đây là được. Thì nó sẽ, còn đây ví dụ cái kích thước này nó bạn chỉ kéo được nó kéo nó to lên thì được, nhưng kéo nó bé nó xuống nó chỉ bé đến cái phạm vi nhất định thôi. Bây giờ bạn ở đây thêm được 1, 2, 3 cái này, cái nút này nữa này. Đấy, thì bây giờ bạn đã không thêm được nữa rồi. 1, 2, 3, 4 cái này, thấy chưa, nó chật rồi. Chật và nó không cho bạn thêm nữa. Thế là làm sao để bố trí thôi, thường thì sẽ chỉ thêm khoảng 3 cái thôi. Sau khi bạn muốn xóa, bạn xóa nút này đi. Đó, đây bạn xóa đi, nhưng mà bạn chọn vào đây nó sẽ cho bạn là có này, best for viewer là tốt nhất cho người xem này, hoặc là chọn một cái video ngẫu nhiên. Ví dụ mình có thể kích vào nút này chọn một cái video ngẫu nhiên, sau đây là chọn một cái video ở trên kênh của mình đấy, xong rồi sửa để chọn cái video khác, chọn này tùy này, đấy thấy chưa. Thế còn bạn có thể xóa đi cũng được. Đấy, ví dụ bây giờ mình xóa cái này đi, ấn vào cái thùng rác này xóa này. Thường mình sẽ để kiểu này này, đấy, để kiểu gọi là đây gọi như này đấy. Để giữa là nút đăng ký. Thế còn ở hai bên cạnh là hai cái video. Đấy. Đơn giản đúng không? Còn cả cái nút đăng ký này thì nó có cho bạn kích vào đây nó sẽ hiện ra cái viền nữa. Nhưng mà cái viền này thường nó sẽ chèn lên cái video của mình, nên mình thấy không cần thiết. Đó. Đấy là làm nào để các bạn có thể chèn ảnh bìa, chèn thẻ và chèn màn hình kết thúc vào trong video YouTube. Mình hy vọng là video này hữu ích các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye. Và các bạn nhớ lên theo dõi fanpage nhé. Bye bye.